Rồi đi đi. Vai phải thấp hơn, đúng rồi. Rồi lên đi. Nặng không, nặng không? 20 kg đồ ăn nặng không? Ui coi chừng. Các bạn muốn mà vai to, bắp tay to, các bạn đi siêu thị, các bạn mua đồ xin đồ nha. Cách gì mà đi 500 m. Đồ á thở lắm luôn. Đó, cơ tay nè, nó phải chỉnh lâm liên tục lên thấy không? Đứng cẩn thận coi chừng té về sau, lên đi ông phà. Nè mấy bạn thấy không, toàn là khăn giấy với lại đồ nước xả rồi nước lau sàn không à. Tại vì gần Tết rồi, cái này khuyến mãi rất là nhiều nên là mình mua cái này nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử thách xem là từ đây ra đi đến cánh cửa cần đi tới thì đi mất bao nhiêu phút. Nãy giờ là 1 phút trôi qua rồi, chỉ là đi từ dưới lên đây thôi. Đi qua cửa đi anh, cái cửa kia nó mở sẵn. Rồi. Có nhiều bạn sẽ hỏi là tụi mình sống ở lốc nào, tòa nào, chỗ nào. Thì cái đó là về vấn đề cá nhân nên tụi mình sẽ xin phép là được giữ cho riêng mình. Ê, bạn nào mà đi vô khu này thì rất là hay gặp. Nặng chưa, nặng chưa? Anh giơ nó lên cao được không? Không, mở lắm rồi. Rồi, ok. Rồi, các bạn nha.